thôi cứ chị đây cũng là uy tín thì thôi bọn em mua, chả nhẽ có xe chả nhẽ không mua, nhưng mà gửi bên đấy 10 triệu ông kia giảm 12 đúng không? Ê, ông ra đây ông giả tiền hộ thì đang trả cách 10 triệu nhưng mà cách ra đấy của bây giờ bán đâu anh vào đây nào, nói rõ là thật ra lòng mình Quý Hợi đấy, bên đấy bao nhiêu, 7-8 mấy này, Quý đấy. Quý Hợi giả bao nhiêu, giả 12 Quý Hợi đây giả 10. Ông nào giả 12 rồi, chắc là không mua rồi anh em ạ, không mua rồi. Xe nỗ, xe nỗ lắm. Tôi cho khách về đi, cho khách về đi chịu. Này không còn mang về đi thôi, nó rẻ quá, bán cũng chả được bao nhiêu, mang về đi thôi. Bây giờ giả cao thì không ấy, về xe này về đầu tư mấy triệu nữa, không ít tiền đâu, 3 triệu nữa vào, làm gì. Không đơn giản đâu, tốn kém. Ông nào giả ấy? Cả bà kia lẫn ông này thì cả đều chả ông nào giả. Nói dối làm gì, chị bảo thì nói dối nhưng bằng con chị đâu. Thôi em bảo này, em là mua. Thực tế là em trực tiếp với xe của chị, em đầu tư 3 triệu nữa. Xe này về bọn em bán ra thì được 15 triệu. Nhưng mà khổ cái dọn nhiều. Dọn nhiều tiền. Bán thì bán thôi, bán thì em cộng 1-2 triệu như này thôi. Đây em trên này. Tôi bán thì mình giờ nuối tiếc làm gì thật. Giờ này Spacey giờ ngày xưa thôi, giờ gần như nó chìm đắm, đam mê hết rồi. Tôi có bán thì bán cho anh em vào gửi tiền. Bán đi, tại vì là chị không bán. Hay về đi nhá, để về đi. Cái dòng này bọn em bây giờ nó rẻ, mình cứ thật ra mua, mình chả mua thì cũng rẻ, cũng chả ai bán. Mà rẻ thì về phải đầu tư, con này phải thay giảm sóc trước sau anh em ạ, về phải đầu tư. Cho em một tính nha anh em nhé. Đỗ Xuân Điện Diện, ok Diệp, ok anh Diệp. Hương Huyền Cao. Có bán đúng không ạ? Xiên Lát đúng không ạ? Tạ Viết Hùng. Đấy cũng đang giả chỉ 10 triệu. Kiên Diệu Ngọc. Chưa, mọi người chị chưa bán thì đang đòi 12 triệu. Cơ bản là một anh em nào nó giả 12 triệu của mình như là chưa trả 12 chưa bán hay bỏ bán lắm, 1.000 bán 1.000 con xe mới mua, bán cũng có một khách mua xe BC buôn 1.000 con bán 1.000 con xe này mới bắt đầu mới bán được một con xe này, khổ lắm anh em ạ, không dễ đâu. Quê cũ lướt em có nhưng anh em gái có lấy chồng lắm. Tôi về đi nhá, về đi nhá, tôi để cho Hiệp lại tiếp tục ấy đi. Có cứ thống nhất giả bên đấy 10 triệu. Được, sự bán thôi, cho bọn em đừng có nuối tiếc. Chị nói giá 1 triệu nếu không lấy thì lấy hôm trước được. Bây giờ chị còn định thôi đi 1 triệu. Không có chả bán. Không có chả bán, giận đấy. 11 Cao Bằng. Cao Bằng anh em ạ, Cao Bằng rồi. Bao nhiêu? Ai thật sự là gì nhá. À nữa, em xem hôm nay về tăng lên đến không, càng đi càng lỗ, càng rẻ. Càng đi càng rẻ. Đúng rồi, càng đi càng rẻ. Thử phát nào. 11 triệu. Spacey anh em 11 triệu. Ngày trước anh em nó là 80 triệu anh em ạ. Bỏ vương thương tội. Có 11 triệu thôi để mọc thôi anh em nhá. Ai mua về đâu phải dọn. Con này chết với một cái giảm sóc sau anh em ạ. Giảm sóc trước thì được, giảm sóc sau nó bị chết này anh em này. Nó như kiểu đây này, nó hấp này. Đầu máy 204 đời 98 giận đấy, đang giận đấy, không giảm nào bán đâu, nào giảm 12 triệu giờ giảm 10 triệu, quay vòng một vòng đây, máy nổ xinh gia đình hạnh phúc. Spacey xe này dán ba lớp nha anh em, về nếu mà anh em muốn ngon thì phải đầu tư rất phải làm lại hay thôi. Mùa. Này mùa đâu. Chờ tí nhá, con V1.
chích cùng cục, con này khó bán lắm. Con gọn này mà hôm nay nó đi ngược chiều, trẻ ban xem ngược chiều quá. Thôi con gọn cho lùi lùi anh cho sát sát. Đầu máy 204. Em đang like đấy. Người đẹp ơi. Không đâu. Em bảo đi 1 triệu đấy còn gì nữa. Bán đâu? Từ mấy mấy ra mấy xuống thì cũng không biết bán được có thể được. Ông trên rồi, ông giả ai giả bây giờ thử thế. Thôi mình bảo này nhá. Cũng là khách hàng tín nhiệm ấy, bán cho mua cho 10.500. Đấy là thật sự là tình cảm. Thật sự khách hàng tín nhiệm đấy mới mua đấy, chứ còn thật sự không mua đâu, nó kém lắm rồi mà. Đường xung dẫn đây trên line là cộng 1-2 triệu. Còn hầu hạ còn bảo hành máy 1 năm. Bảo hành FV 6 tháng. Nó khó lắm, phải bảo hành chứ không đơn giản. Đấy, còn... Bảo còn bao hồ sơ sang tên chính chủ, nó còn mệt lắm, nó còn nhiều chương trình. Đấy. Đấy. Bao test đổi xe tèm tẹp trong vòng 15 ngày. Bao test. Tôi bán đi đi rồi nó về phải trăm nhá. Thôi chốt cho 10.500 vào đi. Anh chập cho vào viết giấy đi. 10.5. Quá nghe đi. Xin năm bao nhiêu? Xin năm bao nhiêu? Trẻ nhỉ? Da mịn này. Mịn mịn. Mịn lắm, trắng trắng mịn lắm, da trắng ai, mịn. Ai chị xinh gái mà chị lại cứ da trắng mịn lắm anh ạ, mướt thúy thúy mượt chắc chắn. Xinh lắm. 1.500.000 nhá. Người này sinh năm 8 mấy anh ạ? Này chắc chỉ có 84 thôi. Trẻ. Trẻ lắm. Mấy em đấy? Hả? Ít tuổi hơn á, nhưng mà sao trông mịn mượt thế, trông mượt thế. Da mịn lắm em ạ, da mịn. Úi giời thế nào. Úi giời ơi, đúng rồi. 1974 anh ạ. Đấy là chứng tỏ là chị quá trẻ đấy. Đấy, bọn em chị sinh năm 1984 cơ mà. Giáp dần em ạ. Giáp dần niên em ạ, giáp dần niên, Nguyễn Thu Hương, giáp dần niên. Người trẻ nhỉ? Sao dùng cái thuốc gì mà hay là ăn cái gì mà nhìn trẻ thế? Thôi mua chị đi nha. Ok, mua cho Hương. Vì là 74 giáp dần niên đấy thì mới cưới. Nếu mà 84 hay là phải ép nữa đấy. Nhưng vì là thôi cũng nhưng mà trẻ thế. Lão hóa ngược. Ôi, em cho vào viên giấy đi cho Hương có đâu được đi. Cái này chính chủ luôn đúng không? Chính chủ luôn nhá. Đây, cho chị. Trả tiền đây đã. Phạm Thu Hương chính chủ nhá, Phạm Thu Hương em ạ. Chính chủ sang tên năm 2017. Cứ vào viên giấy đi. Trời ơi vào viên giấy. Thì anh giới thiệu cho vào viên giấy này giấy. Ok 11 triệu. Vì là giáp dần niên nhá, 1974 nó hợp với anh em mấy em quay cameraman hậu canh thân. Mới là mậu thìn niên. Đúng rồi, 1974. Anh hợp. Hẹp. Đấy. Dần thân tị hợi tứ hành xung em ạ, nó hẹp lắm. Dần thân tị hợi tứ hành xung. Em ạ, à, bao giờ nó hẹp lắm. Canh thân mới là đáp dần nó hẹp nhau. Ở đây chết rồi, sóc sau thôi anh em nhá. Suzuki GZ màu, em mong tỏ này thôi. Màu trắng xe dán đi lông 3 lớp. Mua 11 triệu nha, lên cho anh em 2 triệu rưỡi. Lại một vòng nữa đi, anh em lên là lại vòng, cái máy vẫn nổ đấy. Cái giảm sóc sau thì bị chết, nó giảm sóc rồi. Chết là do nó hết dầu đấy nhá. Anh em ấy thì phải thay ti hoặc thay giảm sóc. Thay thì hết vẫn 4-500, Spacey. Con này máy thì vẫn được. Hơi nhìn dán đi lông nha, con này mà về dọn thì hơi vất vả tí. Rồi, 13 triệu. Thôi em họ thuyền vào vị đi mua. 13.500.000 anh em nhé, một chiếc Spacey. Biển 29G1679. Đầu máy 2-204-598. Quay lại tiếp tục nhường sân cho Thiệp nhé. Cảm ơn anh em nhé. Rồi, 13.500.000 anh em nhé, một chiếc xe Spacey của chị gái. Trực tiếp chính chủ, chính xác là trực tiếp chính chủ. Chính em chủ vừa kiểm tra rồi, đúng rồi, chị chính chủ. Những chiếc xe chính chủ bao giờ mua nó cũng có những mua cái rất là khoai mà chị đến đây cũng một vài lần rồi mới bán cái xe này đấy anh em ạ. Vì các chị nhất là mua giá cao, thứ hai là các